YouTuber Duy Thường, tên thật là Đào Văn Thường, sinh năm 1994, trú tại huyện Lục Ngạn, vừa bị công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 8 tháng 6 đã xảy ra mâu thuẫn xô sát giữa nhóm thanh niên của Hoàng Văn Cường, sinh năm 1998, và nhóm của Giáp Văn Đức, sinh năm 1996. Sau khi xô sát tại đây, Đức và Cường tiếp tục hẹn nhau rồi gọi thêm nhiều đối tượng khác mang theo khung khí tới để đánh nhau. Hậu quả, Kim Văn Đức sinh năm 1995 và Đặng Công Đoàn sinh năm 2006 bị thương, nghi là do súng hơi tự chế bắn. Công an huyện Lục Nam phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang điều tra tạm giữ 12 thanh niên liên quan đến vụ việc. Trong số này có Đào Văn Thường, còn được biết đến là một youtuber khá nổi tiếng với hàng triệu lượt đăng ký. Các kênh này được đăng tải những video có nội dung phản cảm ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.